dựng biển quảng cáo phát tương cà chua miễn phí, pha trả thù táo bạo của Hazen với các nhà hàng từ chối phục vụ sốt cà chua. Xúc xích là một trong những món ăn nhất định phải thử khi đến với Chicago, Mỹ. Nhưng có một điều kỳ lạ là tương cà chua tại đây hoàn toàn vắng bóng tại các nhà hàng, thậm chí là còn bị cấm. Rất nhiều người đã khó chịu trước điều này. Để đáp lại động thái trên, Hazen, thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm tương cà chua được ưa chuộng nhất thế giới, đã thực hiện màn trả thù với chiến dịch Smash for Hazen đầy táo bạo. Ngay gần các nhà hàng từ chối phục vụ tương cà chua, Hazen đã dựng các billboard quảng cáo chứa tương cà bên trong. Mọi người chỉ cần lại gần và đập tay vào biểu tượng chai thủy tinh trên biển quảng cáo là đã có thể nhận được các gói tương cà chua rơi rạ ở phía dưới. Chiến dịch lấy cảm hứng từ chính việc mọi người hay đập vào đáy chai để lấy tương cà. Màn trả thù táo bạo của Hazen hàm chứa cả hai ý nghĩa, vừa khẳng định sự hiện diện của tương cà chua Hazen với người tiêu dùng, lại còn tranh thủ đá xoáy những nhà hàng đã từ chối phục vụ sản phẩm của mình. Chưa dừng lại ở đó, ông hoàng tương cà còn đặt mã QR trên biển quảng cáo để dẫn mọi người tới một website nhằm tố cáo với hãng về những nhà hàng không phục vụ tương cà. Chiến dịch có phần xéo sắc này của Hazen đã tạo ra cơn sốt mạnh mẽ không chỉ với người tiêu dùng mà còn được báo giới hết lời khen ngợi vì sự độc đáo và thú vị. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của chúng nha.